Cái buồn nôn đó là không phải đâu. Tại vì nếu mình nói là dị ứng thuốc tê thì nó khác xa thuốc 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 mê, nó khác xa lắm, nó sắp khác xa lắm ha. Thành ra nhiều khi đó là cái phản ứng buồn nôn thông thường á, chứ không phải là dị ứng thuốc tê đâu. Thì cái đó nếu mà mình thấy như vậy thì mình cũng, khi mình đi chích ngừa đó thì mình cũng tới mình khai rất là bình thường, cái là bác sĩ nó sẽ đánh giá lại coi mình nguy cơ thế nào để quyết định chích hay là chích tại bệnh viện thôi.